Xin chào anh em, cửa hàng Minh Audio Hà Đông lại quay lên sóng giới thiệu các bác một mẫu đầu đĩa và để giá dạng thanh lý luôn 2 triệu đồng. Đầu rất đẹp anh em nhá, nước sơn bên trên đẹp, góc cạnh đẹp này. Đó, mặt màu đen, bề ngang nó tầm 44cm, 43,5 đến 44, nặng, con đầu này rất nặng, bãi zin tuyệt đối và mắt đọc tốt, rất nặng, đặc chắc. Anh em nhìn này, đó, hoạt động ngon. Riêng về đầu đĩa thì là phải hoạt động chạy tốt thì cửa hàng mới đăng video để anh em xem. Đầu này có số series là 3127, tên sản phẩm là 990D. Bác nào có âm ly của Kenwood màu đen thì có thể mua con âm ly này cho đầu này, cùng bộ cũng rất hay. Nó cùng với cái bộ âm ly 990D 14W 100V sản xuất tại Nhật. Chút nữa sẽ cho anh em xem gần nhé. Xem gần sản phẩm, nói chung là còn rất tinh tưởng. Giá thanh lý 2 triệu đồng cho anh em chơi. Có các nút chọn bài rồi, đầy đủ chức năng như một cái đầu bình thường. Và đây tôi đang dùng đĩa chép 990D. Nó có con âm ly của Kenwood giống hệt mã này anh em này. Thật ra những cái sản phẩm này thường ở bên kia nó có cả bộ anh em nhé. Để quay mặt sau nữa, âm ly vặn volume cho nó chạy. Đây nó đang chạy nhưng mà đường tín hiệu là chưa cắm. Sản phẩm ở cửa hàng thì test rất kỹ và chi tiết. Có nào nói như vậy thì anh em nếu có nhu cầu tìm hiểu thì xem kỹ và tin tưởng vào những gì cửa hàng nói anh em nhé. Bởi vì nó phải có như vậy thì mới quay lên để anh em theo dõi được. Nếu mà nó không chạy được thì làm sao quay được như này đúng không anh em? Quay rất rõ và gần để anh em có thể nắm được sản phẩm với góc cạnh này. Góc cạnh không hề móp méo tí nào. Tất nhiên nó phải có chợt chạc một tí tí ở đâu đó. Nó đọc rất tốt đấy anh em ạ. Nó nặng lắm con đầu này. Chút nữa tôi sẽ cho anh em xem nội thất, nước sơn bên trên. Có đầu đĩa thì các bác chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn rất nhiều so với anh em nghe điện thoại hoặc máy tính TV. Đây nó chỉ là những cái bụi bặm hoặc là vết băng dính anh em nhá. Chứ còn con đầu này nó gần như là với cái giá này 2 triệu hoặc 2 triệu rưỡi không có điểm chê đâu. Đây nick bài. Mời anh em xem chút nội thất nha. Mời anh em xem nội thất. Nó là hàng bãi nên là nó siêu mới luôn anh em ạ. Bên trong bãi zin tuyệt đối luôn. Nội thất cũng rất gồ ghề đấy. Rất nhiều chi tiết. Mới kem anh em nhá. Zin tuyệt đối là zin tuyệt đối. Linh kiện thì nó sẽ gồm rất nhiều hãng. Ở đây có thể nhìn thấy Neck này, Sony này, chứ không phải chỉ một mình ông Kenwood làm được cái đầu này anh em nhé. Đây là đĩa tự ghi đấy. Còn nếu mà đĩa các bác mua ấy, dùng máy ghi chuyên nghiệp thì nó đọc còn tốt hơn rất nhiều. Ok, rất rõ và chi tiết. Anh em ạ, có nhu cầu có thể xem kỹ. 3127, giá thanh lý 2 triệu đồng, chất lượng âm thanh đỉnh luôn, trong tầm tiếng đỉnh luôn so với việc các bác nghe qua điện thoại máy tính TV hoặc là đầu giải mã nhé. Vì số 1 nó vẫn là đầu CD 990D.
góc cạnh đẹp, khung điểm trên. Xin chào, hẹn gặp lại.